Chào mừng tất cả các bạn và các học sinh đã đến kênh YouTube Chuyện Học Hạnh Nhân. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi cái video của mình nhé. Các em học sinh của thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong sách giáo khoa toán lớp 5, học bài ôn tập thực nhân và cái chia hai phân số. Câu A, muốn nhân hai phân số ta lấy tử nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Ví dụ 2/7 nhân với 5/9 bằng 2 × 5 = 7/9, 2 × 5 = 10, 7/9 = 65. B, muốn chia một phân số cho một phân số, chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược, chia cho 3/8 nhân đảo ngược thành 8/3. Muốn chia một phân số với một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Ví dụ 4/5 chia cho 3/8 bằng 4/5 nhân 8/3. 4/5 chia 3/8 bằng 4/5 nhân 8/3. 4 × 8 = 32. Tính 1 3/10 nhân 4/9 bằng 3 × 4 bằng 10/9, 3 × 4 = 12, 90 ta rút gọn thì cho 6, 2 × 6 được 2, 90 × 6 bằng 5. Như vậy nó sẽ bằng 2/15. Sáu phần năm chia cho 3/7 sẽ bằng 6/5 nhân đảo ngược lại là 7/3. 6 × 7 chia 5 × 3 bằng 42. 6 × 7 = 42. 5 × 3 = 15. 42/15. 42/15 chia cho 3 được 14. 3/4 nhân 2/5 3 × 2 trên 4 × 5 6/ 3 × 2 6 4 5 20. Đơn giản cho 2 được 3 và 10 và 10. Năm phần tám chia cho 1/2 bằng 5/8 nhân cho 2/1. 5/2 5 × 2 là bằng 10/8. Đơn giản cho 2 thì sẽ được 5/4. 10 × 2 được 5, 8 × 2 = 4. 4 × 8/3/8 đây chính là 4/1. 4 × 3 = 1 × 8 12/8. Đơn giản cho 4 được 3/2. 3 chia cho 1/2 là 3 × 2/1. 3 chính là 3/1. 3 × 2 = 6, 1 × 1 được bằng 6/1. 6 1/2 chia 3 là bằng 1/2 chia 3/1 là bằng 1/2 nhân cho 1/3. 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6. 1/6. Tiếp tục qua bài số 2, tính toán theo mẫu 9/10 nhân 5/6 bằng 9 × 5 =
cái 10 nhân 6. 9 là bằng 3 nhân 3 nhân 5. 10 là bằng 5 nhân 2. 6 là 3 nhân 2. Ở trên có số 5, dưới có số 5 gạch. Thì 5 chia 5 là bằng 1. 1 nhân với cái phân số này cũng chính nó thôi. 3 là 103. Còn lại 3, 2, 2, 1. Nhưng phải câu B. Là gì đây? 6 phần 25 chia cho 21 phần 20 bằng 6 phần 25 nhân cho 20 phần 21 bằng 6 là bằng 3 nhân 2 20 là 5 nhân 4 25 là 5 nhân 5 21 là 7 nhân 3. Đến đây ta mới gạch 3, trên có 3, dưới có 3 gạch. Trên có 5, dưới có 5 gạch. Như vậy bằng 8 phần 35. 2 nhân 4 là 8. 7,35 bằng 8 phần 35. Câu C. 40 phần 7 nhân cho 17 nhân cho 14 phần 5 bằng 40 nhân cho 14. 40 bằng 5 nhân cho 8. 14 là 7 nhân cho 2. 7, dưới có số 7 gạch. Trên có số 5, dưới số 5 gạch. Còn là 8 phần 2, 8 phần 2, 16. 16 phần 1 là 16. Câu D. 17 phần 13 chia cho 51 phần 26 bằng 17 phần 13 nhân cho 26 phần 21 bằng 17 nhân 26 là nhân cho 2 nhân cho 13 51 là bằng 3 nhân 17 51 là bằng 3 nhân 17 17, 17 gạch 13, 13 gạch. Còn lại là 2 phần 3. Tiếp tục câu cuối cùng. Câu số 3. Một tấm bia hình chữ nhật có chiều dài 1 phần 2 mét, chiều rộng 1 phần 3 mét. Chia tấm bia đó thành 3 phần bằng nhau diện tích của mỗi phần. Như vậy muốn tìm diện tích mỗi phần, ta phải tìm diện tích của cái tấm bia này. Diện tích của tấm bia của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật x là chiều dài nhân với chiều rộng. Nên có diện tích tấm bia là chiều dài là 1 phần 2 mét, nhân chiều rộng là 1 phần 3. 1 nhân 1 đến 2 nhân 3. 1 nhân 1 là 1, 2 nhân 3 là 6. 1 phần 6 mét vuông. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau diện tích của mỗi phần. Vậy diện tích mỗi phần là lấy 1 phần 6 chia cho 3 1 phần 6
1 trên 6 nhân 3 bằng 1 phần 18 mét vuông. Hãy đáp số 1 phần 18 mét vuông. Như vậy muốn nhân hai con số ta lấy tử nhân tử và lấy mẫu nhân mẫu. Muốn chia hai con số ta lấy con số đầu nhân cho phân số sau nghịch đảo. Các em xin được luôn thông minh. Bài học ôn tập thức nhân và chia hai con số đến đây đã hết. Chào tạm biệt, hẹn các em trong clip sau nha.